Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Mấy bạn chữa trào ngược dạ dày bằng gừng đơn giản, rẻ tiền, thế nhưng hiệu quả bất ngờ. Các bạn thân mến, trào ngược dạ dày là một căn bệnh cực kỳ phổ biến trong xã hội hiện tại. Với áp lực công việc, việc ăn uống không điều độ cũng như là sử dụng nhiều chất kích thích khiến cho bất cứ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này. Và video này của chúng tôi xin được chia sẻ với các bạn một mẹo nhỏ giúp cơn trào ngược dạ dày của bạn biến mất ngay lập tức với các nguyên liệu dễ kiếm có ngay trong căn bếp nhà bạn. Các bạn hãy cùng tham khảo ngay sau đây nhé. Để thực hiện phương pháp này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất đó chính là một nhánh gừng tươi. Sở dĩ gừng có tác dụng hiệu quả như vậy bởi dựa theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong gừng có hàm lượng melatonin cao. Đây là một loại hormone chống oxy hóa được sản sinh tự nhiên, giúp làm giảm axit dạ dày. Đồng thời hormone này cũng giúp nới lỏng cơ vòng thực quản, được viết tắt là LES, hạn chế trường hợp trào ngược thức ăn lên thực quản. Hơn thế nữa, chất chống oxy hóa trong gừng còn có công dụng làm giảm tổn thương thực quản do trào ngược axit dạ dày. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Với hai nguyên liệu này, gừng tươi và mật ong nguyên chất, thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Gừng sau khi đã được rửa sạch, mình sẽ gọt sạch phần vỏ ngoài của gừng đi. Sau khi làm sạch vỏ xong, mình sẽ cắt gừng thành các lát mỏng và cho nó vào một cái cốc. Vậy là mình đã sơ chế xong gừng rồi đấy. Sau đó, bạn hãy đổ nước đun sôi vào trong cốc này. Bạn nhớ là nước vừa đun sôi đấy nhé. Mình sẽ khuấy đều để các chất có trong gừng tiết hết vào trong nước. Khi nước của chúng ta đã nguội bớt rồi, mình sẽ cho mật ong nguyên chất vào, sau đó sẽ khuấy đều lên. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị trào ngược dạ dày này. Khi xuất hiện triệu chứng trào ngược dạ dày, bạn hãy uống một cốc nước gừng mật ong này. Bạn nên uống lúc nước còn ấm nhé. Gừng và mật ong giúp giảm nhanh hiện tượng nôn, ợ hơi trong thời gian ngắn. Phương pháp này áp dụng cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên. Các lưu ý khi dùng gừng để chữa trào ngược dạ dày. Như các bạn đã biết, gừng có tính ấm, do đó khi sử dụng, bạn nên dùng với liều lượng thấp đã được bác sĩ khuyến cáo trong khoảng 4 gram mỗi ngày, giúp giảm kích ứng đường tiêu hóa, giảm viêm, giảm điều tiết axit. Nhưng nếu bạn dùng với liều lượng cao, chúng có thể gây phản tác dụng và khiến bệnh của bạn ngày càng tồi tệ hơn. Đặc biệt, đối với phụ nữ mắc bệnh trào ngược dạ dày đang trong giai đoạn mang thai hay cho con bú,
cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng, hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến cả mẹ và bé. Trên đây là hướng dẫn cách chữa bệnh trào ngược dạ dày bằng gừng. Các bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Mỗi phương pháp điều trị phù hợp với cơ địa và mức độ bệnh khác nhau. Do đó, bạn có thể sử dụng nhiều cách để tìm được cách chữa trào ngược dạ dày phù hợp với bản thân mình nhất. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe. Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.